Các bạn, giờ mình sẽ là người quay nha. Rồi. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng mà cũng chọn được một chỗ lý tưởng. Ui, cá cắn kìa mọi người. Đó mọi người ạ. Cá cắn nó vừa chạy trên mặt nước luôn. Mọi người để ý hồi cầm nhấc lên được một con cá siêu to khổng lồ này. Nhắc cần lên xem còn mồi không cần. Nó lôi vậy chắc cái mồi nó chạy theo ấy. Vẫn còn cái này. Sao biết nó có bầu? Ghê vậy. Đây, cầm đi núp trong bụi. Chúng này toàn các con mà. Ê, một con nữa này. Cái chưa. Sao nó bự quá trời à? Hay là nãy giờ nó ăn một. Này, cái ngà cầm gỡ cầm. Xin nó bằng vừa bằng cái móng tay. Con nghĩ là mắc vô mắt rồi. Mắt à? Đẩy tới. Ừ, ok. Con ngồi luôn à. Đây này. Cái quá thì em dịch lên rồi rớt xuống nữa. Tóm mồi coi cầm ơi. Boy đang là câu cá chỗ này. Ở đây là cái ông kia là ông đi chùm cá đây nè, đó không? Đây vậy. Tao khôn rồi, tao dịch tao đưa vào đây luôn, đâu để nó rớt đâu. Dễ gì mày rớt được lần nữa. Ủa đâu có gì chắc, buông, cầm để chú đưa này. Được rồi, cá được rồi. Anh kêu, đi à, cá ta là vui nhất. Yeah, rồi cắt đi. Của con cá vui nhất thì mình sẽ chuyển giao cái cần này lại cho A Boy nha. Thấy chưa, nhảy không, chỗ này nhảy không. Ê, cá bòi nào. Ê, cá này hơi ốm này, không được. Ê, xin ăn cái bụng nó dần ăn này. Bụng to như cá nóc vậy. Ờ, bò gỡ được không? Hello mọi người nha. Sáng giờ là tem mình đã vật vã tơi tả này. Quần áo rách xả xơi này, dí cá này mọi người. Bấy nhảy luôn này. Đây là, hôm nay là thành quả của tem đây. Đây, một mớ cá rô. Chắc không thấy đâu. Đây mớ cá rô này.
Nay thì mình sẽ chia ra hai tem nha. Tem nhất đây chính là bên kia sông. Còn tem này đâu? Bên này sông. Bên này sông gồm có Nhân Mập và An nha. Bên này thì gồm có Đồ Lò Boy và Cầm. Cầm Mặt Thẹo đây. Cầm Pháp Pháp. Tem này mình sẽ chia ra cá nha. Cá là cá rô sáng giờ câu này. Nó trời mưa mà vẫn cố đi câu cá nè. Cá là con nó nhảy ra kìa. Cá này đang tập luyện gì đây? Không biết tay. Đây nè mọi người ơi. Đây, leo thang. Đó. Sẽ chia ra thành hai tem để chế biến món ăn cái độc đáo và mang tính truyền thống nha mọi người. Thôi bắt đầu giờ mình đi thôi nha. Let's go. Rồi. Làm vô. Cố lên. Rồi. Bắt đầu lên rơm đó. Chưa. Cắm chắc chưa? Dạ rồi. Đó, đây là tem của Cầm Aboy đã bắt đầu tiến hành là chơi con cá này. Rồi, phủ râm luôn. Mấy chuyện lửa là các bạn phải để người lớn nha. Rồi. Đốt rồi Cầm. Đấy. Đốt. Boy ra Boy, hồi cháy luôn đó Boy. Khói bắt đầu xịt lên. Khó bắt đầu xịt lên nhưng... Ra làm thêm một nắm rơm nữa đi. Đây, lấy thêm nắm rơm kia lấy rồi. Khúc chỗ nào Cầm? Xong chưa? Rồi. Để sạch sẽ nha. À, đây là phần dự thi của bên này sông. Của đầu bếp An. Đây là món cá của bên bạn A Cầm và A Boy. Bên bạn Nhân và bạn An đây. Cách ăn của mình rất là đơn giản thôi các bạn. Mình chỉ cần xé ra, cuốn cái lá mơ vậy thôi. Và chấm thêm cái tương ớt siêu cay. Rất là đơn giản nha mọi người. Nó ngon, nó giòn. Cộng thêm mùi lá mơ, ngon. Chấm thêm tương ớt cay cay. Đã lắm mọi người, nói chung là đã lắm. Ngon. Giờ mình sẽ chỉ các bạn ăn nha. Đầu tiên mình xé miếng thịt ra. Để được vậy thôi. Xong mình cho thêm cái này vào. Rau răm. Xong quấn lại. Xong chấm cái nước này. Nè. Đó, giờ mình sẽ ăn thử. Nó cay. Mặn. Ngon. Hơi đắng. Nhưng mà rất là ngon. Ok, giờ mình sẽ mời ban giám khảo vào ăn nha. Thì mình sẽ tiến hành là chấm điểm một cách chi tiết nha. Nói chung về là ngoại hình thì bên này là đạt điểm tối ưu này. Đó, trang trí rất đẹp nha. Bên này quá là hơi sơ sài. Mình sẽ tiến hành ăn cá chiên trước nha. Đây, cá này đi. Không, cá nào đi. Ồ, cá này giòn, con não cũng giòn hết rồi. Đó, mọi người nghe tiếng giòn rục rục nha. Đó. Đây, chấm cái tương ớt của bên này giới thiệu. Có vẻ này hơi nhạt nha. Rất là giòn nha. Nói chung là mùi vị cũng tạm được, giòn. Cá cũng khá là thơm, ok. Ok, giờ tới món của tụi mình nha. Món này món cá nướng truyền thống nào. Còn xé thịt. Đúng rồi, phải xé thịt ra.
chấm với lá mơ kìa. Lấy lá mơ. Cá nướng mà quấn với lá mơ thì là đúng bài rồi nha mọi người. Sao ít vậy? Nó nhiều lên, lấy cái này. À, từ từ đi, từ từ đi. Con này mập nhất luôn á. Uống nuôi nha, nãy câu con cá mập ghê kìa. Trời hồ á. Xé ra được. Quá trời mập mỡ quá mỡ này. Cá mùa này thì câu lên cá là bụng bự là có trứng nha. Thêm trứng rồi. Tí này, cái trứng để sau mình thấy được cá chưa. Cái trứng hấp. Rồi bắt đầu. Chấm nước mắm, chấm càng nhiều càng tốt. Ủa, cay đó nha, nước mắm siêu cay đó nha. Mọi người nha, mọi người nha. Muốn thơm, ăn thêm này kìa. À, chấm rau răm hả? Cái phần cá nướng lúc nào nó ngọt hơn là con cá chiên, nhưng mà cá chiên là cá nó giòn hơn. Nói chung tổng kết lại thì bên này là đặc điểm ngoại hình tối ưu nè. Bên này thì trang trí hơi sơ sài nên là mất phần cá thì nói chung là ngon đồng đều đó. Mỗi cái nó sẽ có đặc trưng riêng nha. Về là người phía chiến thắng hôm nay chính là A Cầm và A Boy. Bên này là mất điểm ngoại hình nên thua. Cố gắng lần sau nha. Thôi bây giờ mời mọi người cùng chiến đấu lại những chú cá khổng lồ với lại hai tem nha. Vô. Vô. Đúng rồi. Ủa. Cái tội gì mà chẳng ăn trứng. Trứng ngon mà. Cám cho xin miếng trứng ngay. Bôi không nào, bôi nói là dị ứng với trứng. Giờ được nghỉ học rồi đúng không? Chấm là nước mắm. Không, cá nướng vẫn ngọt hơn. Mà cá chiên lại giòn nha. Cá này là hai tem nó vật vã nguyên buổi sáng đi câu nha, trời mưa đầm đầm. Cá nướng này chấm với lại mưa rất ngon, mua chanh. Số 1, cá chiên phải chấm với nước mắm này mới ngon này. Nhanh vậy, bên này chơi nhanh vậy, hút hết rồi kìa. Bên con là ăn từ từ, chậm rãi. Thử thức hả? Thưởng thức cá cà bông. Xì chấm miếng nữa. Đúng bài không? Nhanh nó chả không? Đúng bài chưa? Không phải bên này ngon đâu. Ui, chấm nhiều nó mới ngon mọi người. Một tiết mục ăn những chú cá khổng lồ và là thử thách nấu ăn sinh tồn của tem đã kết thúc rồi mọi người. Bye bye, nha. Bye bye. Người nhớ cho mình xin một like, đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình nha. Bye bye nha. Bye bye. Bye bye. Nói thế, miếng ơi. Thế đi, thế thôi. Ăn trụi lỗi luôn. Lọc xương luôn. Cho tem thử miếng bên này nha. Cứ chấm xem bên này ngon. Rồi tắt máy đi.